Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hôm 7 tháng 10, lực lượng Hamas đã tiến hành các cuộc tấn công, phóng hơn 3.000 quả rocket, khiến hơn 100 binh sĩ và dân thường Israel thiệt mạng, bắt hàng chục người Israel làm con tin. Israel tuyên bố sẽ tiến hành phản ứng mạnh mẽ và tấn công các mục tiêu ở Gaza, khiến gần 200 người thiệt mạng. Cuộc tấn công chưa từng có mà lực lượng Hồi giáo Hamas người Palestine phát động nhằm vào Israel đã khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải yêu cầu nước này chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và làm gia tăng căng thẳng trên toàn khu vực. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối 7 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người trước đó đã tuyên bố Israel đang có chiến tranh, cho biết quân đội nước này sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt khả năng của Hamas và trả thù cho ngày đen tối này. Cuộc chiến này cần có thời gian và sẽ rất khó khăn, ông Netanyahu nói. Đánh giá về tác động từ cuộc giao tranh mới nhất trên, Hani El-Masi, nhà phân tích chính trị ở Ramallah, cho biết cuộc tấn công của Hamas sẽ làm phức tạp và trì hoãn các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel. Ông Masi nói, nó cũng sẽ củng cố những tiếng nói cho rằng không có giải pháp cho người Palestine thì sẽ không có giải pháp cho các vấn đề khác. Cuộc tấn công khiến các cơ quan tình báo Israel hoàn toàn mất cảnh giác, trong khi Mỹ dường như cũng không hề biết rằng một cuộc giao tranh sắp xảy ra. Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với Israel và Washington cho rằng tình hình an ninh ở nước này đã tốt hơn trong thời gian gần đây. Điều đó đã giúp tạo tiền đề cho Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán nhằm thiết lập mối quan hệ chính thức giữa Saudi Arabia và Israel trên cơ sở Hiệp định Abraham. Hiệp định đã được Israel, UAE và Bahrain ký kết vào năm 2020. Các thỏa thuận sau đó đã được ký kết giữa Israel với Maroc và Sudan. Các cuộc xung đột trước đây giữa Israel và Hamas đã dẫn đến sự tàn phá trên diện rộng ở Gaza và số người chết cao. Với một chính phủ cực hữu ở Israel, tình hình giờ đây càng trở nên bất ổn hơn. Các chuyên gia cho rằng việc tạm dừng mở rộng các khu định cư của Israel là một trong những yêu cầu tối thiểu để xoa dịu người Palestine. Nhưng cơ cấu hiện tại của chính phủ Israel sẽ khiến yêu cầu đó trở nên khó chấp nhận. Các bộ trưởng trong chính phủ của ông Netanyahu đã công khai nói rằng họ muốn theo đuổi việc sáp nhập hoàn toàn bờ Tây. Nếu trước đây điều đó là khó khăn, thì bây giờ điều đó gần như không thể thực hiện được, bởi vì bất kỳ sự thỏa hiệp, bất kỳ động thái, bất cứ điều gì thỏa hiệp với người Palestine ngay bây giờ sẽ bị dòng chính thống coi là không thể chấp nhận được, Akiva Elda, một nhà phân tích chính trị ở Israel, nhận định. Theo chuyên gia Elda, ngay cả những yêu cầu tối thiểu mà Saudi Arabia đang mong đợi, chẳng hạn như tạm dừng việc mở rộng các khu định cư, cũng là không thể. Israel có thể tiến hành một chiến dịch lớn ở Gaza nhằm tiêu diệt Hamas. Điều này sẽ khó khăn, nhưng vẫn có khả năng xảy ra, ông Masi nói. Israel đã phát động 4 cuộc chiến tranh toàn diện và hàng loạt cuộc tấn công quân sự vào dải Gaza kể từ khi lực lượng Hồi giáo Hamas nắm quyền kiểm soát khu vực này vào năm 2007. Các lệnh ngừng bắn đã chấm dứt giao tranh, nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Cùng lúc với việc phóng hàng loạt rocket vào Israel, nhóm vũ trang Hamas còn triển khai nhiều tay súng và chỉ trong vài giờ đã xâm nhập thành phố Deirot ở miền nam Israel, gây bất ngờ cho lực lượng phòng vệ Israel sáng ngày 7 tháng 10. Reuters mô tả, các tay súng Hamas cũng chiếm giữ các chốt an ninh, bao gồm một đồn cảnh sát ở thị trấn phía nam Deirot và tràn vào cửa khẩu Ezed, vốn kiểm soát chặt chẽ người ra vào, dải Gaza. Một chiến dịch dữ dội như vậy cần phải được chuẩn bị trong nhiều tháng. Hamas đã lên kế hoạch từ lâu. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel Eiha Hulala nhận định, rõ ràng đây là một cuộc tấn công phối hợp rất chặt chẽ, khiến chúng ta bất ngờ về mặt chiến thuật và nhận lấy thiệt hại nặng nề. Giới chức quân sự an ninh Israel thừa nhận lỗ hổng tình báo. Sẽ có các cuộc họp để mổ xẻ về lỗ hổng tình báo nhằm chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là chiến đấu, một phát ngôn viên quân đội Israel nói với các phóng viên trong cuộc họp ngắn.
kẻ thù sẽ phải trả giá đắt vì những gì đã gây ra cho Israel hôm nay. Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp với nội các Israel hôm 7 tháng 10. Cuộc tấn công ào ạt và bất ngờ của Hamas vào Israel đã xảy ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm cuộc chiến Yom Kippur. Đây là cuộc chiến diễn ra từ ngày 6 tháng 10 tới ngày 26 tháng 10 năm 1973. Do Liên minh các quốc gia Ả Rập phát động tấn công Israel ngay trong ngày lễ đền tội Yom Kippur, ngày lễ thiêng của người Do Thái. Tướng Giora Eilen, cựu lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Israel cho biết, nó khá giống với những gì đã xảy ra vào năm 1973. Chúng ta có thể thấy Israel hoàn toàn bị động trước cuộc tấn công được phối hợp rất bài bản của Hamas. Khi phá vỡ các hàng rào ngăn cách với dải Gaza để tiến vào Israel hôm 7 tháng 10, các tay súng Hamas còn quay video các cuộc tấn công ở nhiều địa điểm khác nhau. Hình ảnh xác chết nằm ngổn ngang trên đường phố hay hình ảnh các nhóm dân thường Israel bị xua đuổi hoặc bị bắt đi làm con tin ở dải Gaza là một cú sốc thực sự với người dân nước này. Đây là thất bại nặng nề không thể chối cãi của tình báo Israel. Ông Jonathan Panikov, cựu quan chức tình báo Mỹ về Trung Đông, đánh giá. Nó cũng là một thất bại nặng nề về an ninh, làm suy yếu cách tiếp cận tưởng chừng như mạnh mẽ và thành công của Israel đối với dải Gaza. Israel luôn coi nhóm vũ trang Hamas là kẻ thù không đội trời chung. Kể từ sau cuộc chiến 10 ngày vào năm 2021, Israel đã áp dụng chiến thuật cây gậy và củ cà rốt để duy trì sự ổn định ở dải Gaza. Israel đưa ra các giải pháp khuyến khích kinh tế, bao gồm cấp hàng ngàn giấy phép lao động cho người dân Gaza làm việc ở Israel hoặc khu bờ Tây. Cùng với đó, giới chức Israel duy trì sự phong tỏa chặt chẽ và tập trung vào nguy cơ bị phóng rocket từ dải Gaza. Tuy nhiên, cách tiếp cận này của Israel cũng bị đặt dấu hỏi. Sau ngày giao tranh đầu tiên, phía Israel đã có hơn 300 người Israel thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Tại Gaza, ít nhất 232 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.700 người bị thương. Sau cuộc tấn công của Hamas gây nhiều tổn thất thương vong cho Israel vào đêm 7 tháng 10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Hội đồng An ninh đã thông qua quyết định xóa sổ Hamas sau cuộc tấn công của nhóm này vào lãnh thổ Israel. Hãng tin TASS dẫn lời ông Netanyahu hôm nay 8 tháng 10 cho hay Israel sẽ hành động ngay lập tức để xóa sổ mọi năng lực quân sự của Hamas. Theo ông, hoạt động quân sự của Israel tại dải Gaza nhằm chống lại Hamas sẽ kéo dài và phức tạp. Ông nhấn mạnh, mục tiêu là phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự và điều hành của Hamas ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi cư dân trong khu vực rời khỏi lãnh thổ. Nói về phản ứng của Israel trước vụ pháo kích của Hamas phát động, ông cho rằng quân đội Israel sẵn sàng hành động bằng tất cả sức mạnh. Toàn bộ chính phủ ủng hộ quyết định của tôi. Lực lượng phòng vệ Israel sẽ ngay lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh để đáp trả Hamas. Chúng tôi sẽ phản công bằng sức mạnh to lớn, Thủ tướng Israel nói. Hội đồng An ninh Israel cũng quyết định ngừng cung cấp điện, nhiên liệu và hàng hóa tới dải Gaza. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ra lệnh mở rộng khu vực hoạt động trong tình hình an ninh đặc biệt ra toàn bộ lãnh thổ đất nước. Theo ông, các biện pháp này cho phép Israel đưa ra hướng dẫn an ninh cho dân thường và đóng cửa các cơ sở công cộng phù hợp với nhu cầu an ninh trong nước. Mặc dù vậy, CNN dẫn nguồn từ cựu phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, ông Jonathan Kendrickus, cho biết, về mặt bản chất, hàng rào phòng vệ nước này đã không hoạt động khi bị lực lượng Hamas xâm nhập và tấn công vì gặp lỗi hệ thống. Vốn đã quá quen với các đợt tấn công từ dải Gaza, Israel từ lâu đã xây dựng cho mình hàng rào phòng thủ chắc chắn với hệ thống báo động và hệ thống phòng không tiên tiến tại vùng biên giới trên dải Gaza. Quân đội đã mất cảnh giác, đã không thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng vệ, khiến các tay súng Hamas có cơ hội đột nhập và tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Ông Kendrickus nói, ông còn lưu ý rằng những thiếu sót trong công tác tình báo cũng là một trong những nguyên nhân khiến quân đội phản ứng chậm, không bảo vệ tốt người dân của mình. CNN cũng cho biết cuộc tấn công của nhóm chiến binh Hamas vào lãnh thổ Israel trong ngày qua đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Theo tờ Wall Street Journal, WSJ,
lực lượng vũ trang Hamas vốn bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Nhóm này đã kiểm soát dải Gaza từ năm 2007 và từ đó tiến hành ít nhất 4 cuộc chiến chống lại Israel. Hamas được Iran hậu thuẫn và cũng đang hoạt động ở bờ Tây, có mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Hamas được cho là sử dụng mạng lưới đường hầm dưới biên giới Ai Cập, Gaza để buôn lậu vũ khí và vật tư dùng để chế tạo hàng nghìn quả tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, Hamas chỉ có một lượng nhỏ máy bay không người lái và lực lượng phòng không của Israel có thể vô hiệu hóa phần lớn mối đe dọa này. Sau khi Hamas nắm quyền kiểm soát dải Gaza vào năm 2007, Israel tuyên bố đây là thế lực thù địch, đồng thời áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt, bao gồm cắt điện, hạn chế nhập khẩu và đóng cửa biên giới. Các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vẫn tiếp tục, ngược lại Israel cũng tấn công vào dải Gaza. Trước khi xảy ra giao tranh giữa lực lượng Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến ít nhất 300 người chết, hơn 1.600 người Israel thương vong. Lần gần nhất hai bên xảy ra xung đột toàn diện là vào năm 2021. Sau nhiều tuần leo thang đối đầu ở thủ đô Jerusalem của Israel, trong đó có lực lượng an ninh Israel đột kích vào khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Đây là thánh địa linh thiêng thứ ba của đạo Hồi. Khi đó, cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine ở Al-Aqsa, dẫn đến việc Hamas bắn một loạt tên lửa vào Israel. Đáp lại, Israel phát động chiến dịch không kích khiến hơn 250 người ở dải Gaza thiệt mạng. Phía Israel cũng mất 14 thường dân và một binh sĩ. Trong thời gian căng thẳng leo thang, Israel đã phá hủy một tòa nhà cao tầng ở Gaza, nơi đặt văn phòng của một số hãng tin như AP hay đài Al Jazeera. Giao tranh năm 2021 kết thúc sau 11 ngày với lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian. Trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, Hamas đổ lỗi cho hành vi xúc phạm nhà thờ Al-Aqsa từ phía Israel. Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, mà phía Israel gọi là núi đền ở đông Jerusalem, là một trong những địa điểm bị tranh chấp khốc liệt nhất trên thế giới. Do đó, Hamas gọi vụ tấn công mới là chiến dịch bão Al-Aqsa. Nhóm vũ trang kêu gọi người Palestine tham gia chiến dịch, đồng thời tuyên bố mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Vào cuối năm ngoái, tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập nhóm, các lãnh đạo của Hamas đã dự đoán về một cuộc đối đầu công khai với Israel vào năm 2023. Tối 7 tháng 10, đài CNN dẫn lời giới chức Israel cho biết, sau khi bị nhóm chiến binh Hamas do Palestine hậu thuẫn đột nhập và dùng loạt hỏa tiễn tấn công, nước này đã có hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo đất nước có chiến tranh, thề mạnh tay trả đũa tay súng Hamas. Lữ đoàn Al-Qassam thuộc tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine cũng nhận trách nhiệm về vụ việc. CNN dẫn tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, trong một giờ qua, tổ chức Hamas đã bắt đầu bắn một loạt rocket từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel và rằng những kẻ khủng bố đã xâm nhập lãnh thổ Israel ở một số địa điểm khác nhau. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cảnh báo rằng tổ chức Hamas sẽ phải đối mặt hậu quả và trách nhiệm. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng 7 tháng 10 giờ địa phương. Dịch vụ y tế khẩn cấp Magen David Adom, MDA của Israel cho biết vụ việc đã làm một người chết và 15 người bị thương. Cơ quan quản lý sân bay Israel cho biết một số sân bay ở miền Nam và miền Trung nước này đã tạm thời đóng cửa. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cảnh báo người Israel sống gần dải Gaza không ra ngoài. Theo văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nội các Israel sắp nhóm họp để thảo luận về vụ tấn công. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!